Một vụ bắt giữ có thể được hiểu là bạn đang bị bắt giữ để buộc làm nô lệ và nạn nhân mại dâm hoặc thậm chí là sát hại. Kẻ bắt giữ bạn có thể là người chồng hoặc vợ cũ hoặc một kẻ theo dõi, người chỉ đơn giản muốn có bạn ở bên cạnh, hoặc là một tên tội phạm là một người lạ muốn đưa bạn đến máy rút tiền của các ngân hàng để rút tiền cho họ. Đây thậm chí có thể là tiền bạn nợ họ, đây vẫn được coi là một vụ bắt cóc. Khi có ai đó muốn di chuyển bạn từ một vị trí sang một vị trí khác, bạn nên từ chối. Nếu họ cho bạn biết rằng đang giữ một thành viên trong gia đình bạn làm con tin, hoặc họ sẽ làm tổn thương một ai đó nếu bạn không làm theo, đừng nên thỏa hiệp với sự an toàn cho bạn và khả năng bạn có thể cảnh báo cho các cơ quan và nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ họ. Nếu họ có khả năng làm những việc này cho người khác, họ có khả năng làm điều này với cả hai bạn. Một kẻ bắt cóc đòi tiền không muốn gây sự chú ý quá mức cho bản thân bằng việc bắt cóc những người khác. Một nhân chứng cho tội ác của họ, làm con tin, khi việc thỏa mãn nhu cầu về tiền thì dễ dàng hơn nhiều.